Qua mắt lực lượng chức năng, một nhóm thanh niên có tuổi đời còn rất trẻ đã giả danh khách lưu trú thuê phòng khách sạn để sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, công an thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt quả tang hành vi sử dụng ma túy của nhóm thanh niên này. Trước đó vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày hôm qua 16 tháng 7, tiến hành kiểm tra tại một khách sạn thuộc khóm 4 phường 1 thành phố Sa Đéc. Công an thành phố Sa Đéc bắt quả tang 4 đối tượng gồm Lê Thị Mỹ Hương 23 tuổi, ngụ xã An Phú Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; Đặng Tiểu Bình 22 tuổi, ngụ xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; Lê Nhật Tuấn 24 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, huyện Lai Dung; và Đặng Kim Ngân 28 tuổi, ngụ phường 3 thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đang có hành vi tàn trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 8 gói ni lông, bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy, 8 viên thuốc lắc, 6 chiếc điện thoại di động và số tiền hơn 26 triệu đồng cùng nhiều vật dụng có liên quan. Qua làm việc, bước đầu đối tượng Lê Thị Mỹ Hương khai chất rắn trên là ma túy, được mua từ thành phố Hồ Chí Minh với giá 3 triệu 600 ngàn đồng của một người đàn ông không rõ tên, địa chỉ. Sau đó, Hương rủ các đối tượng Tuấn, Bình, Ngân đến khách sạn để sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.